Ngày 18 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can. Trong đó có 2 chủ tiệm vàng liên quan tới vụ buôn lậu 19 kg vàng qua biên giới. Các đối tượng bị khởi tố gồm Hồ Văn Sơn, 60 tuổi, Nguyễn Tấn Phong, 45 tuổi, Nguyễn Hoài Tâm, 21 tuổi, cùng ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, Nguyễn Xuân Kiếm, 41 tuổi và Lý Thị Huệ, chủ tiệm vàng, 47 tuổi, cùng ngụ thành phố Châu Đốc, để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trước đó, tối ngày 25 tháng 7, các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh An Giang phát hiện Nguyễn Tấn Phong điều khiển xuồng máy hướng từ Campuchia về Việt Nam nên tiến hành áp sát. Tuy nhiên, Phong nhảy xuống sông trốn qua Campuchia, công an giữ tang vật là 19 kg vàng. Cùng lúc, Công an tỉnh An Giang cũng đã khống chế, đưa hai người có nhiệm vụ canh đường là Hồ Văn Sơn và Nguyễn Hoài về cơ quan làm việc. Tại đây, Sơn và Tâm khai nhận được một số chủ tiệm vàng ở thành phố Châu Đốc thuê tham gia đường dây vận chuyển trái phép vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới Việt Nam-Campuchia. Sau đó, Nguyễn Tấn Phong cũng từ Campuchia quay về Việt Nam đầu thú và khai nhận cùng Hồ Văn Sơn, Nguyễn Hoài Tâm vận chuyển vàng qua lại biên giới. Kết quả trưng cầu giám định xác định số vàng do Nguyễn Tấn Phong vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam là vàng 24K và 18K, tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.